Xin chào các anh chị, hôm nay thì Big Mark xin giới thiệu cho các anh chị một sản phẩm, là sản phẩm là hát karaoke. Và em cũng xin được gửi đến cho các anh chị bài hát được mang tên Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Chờ tôi trước sông thơ, tôi đi.